Hai chú chà bông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em về vườn đây, quay cho cả nhà mình xem quá trời các cái loại mai giống bên vườn mai nhà em đang chuẩn bị soạn đem ra ngay chỗ trung tâm chính để đóng hàng cho khách đây cả nhà. Thì đầu tiên em sẽ thấy một cái cây gì đây nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó nở hoa quá trời đẹp. Đây chính là hàng siêu bông Sài Gòn, một cái giống mai phải nói là nó đang thịnh hành và đang hot hòn hot luôn. Đó, đây là siêu bông Sài Gòn nha, hoa rất là to nha cả nhà. Hoa rất là to nha. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi, bên em sẽ có hàng siêu bông Sài Gòn về cho chúng ta lấy bo làm giống nha cả nhà ơi. Đó, cây nó như thế này ha, bộ đế thì nó đủ kiểu nha. Đế thì nó đủ kiểu, tùm lum kiểu hết. Cây thì nó không có cao, tuy nhiên là em bấm ngọn thì nó sẽ nhảy nhánh. Và hàng này về chúng ta cơ bản lấy được một ít bo nha. Giá là 100k một cây. Họ đây là hàng siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Rồi qua bên đây em sẽ giới thiệu với chúng ta đó chính là một giống cúc bi. Hả? Cúc bi hay còn gọi là cúc bông chùm á, bi hay gọi là tiên sinh đó cả nhà. Trời ơi, cái bộ đế này trời khủng khiếp thiệt chứ. Đó, mọi người mua thì nên chọn những cái cây có bộ đế đẹp. Còn về phần chiều cao thì mọi người nuôi 1 tháng 2 tháng thì nó lớn thôi ha. Nhưng mà cái đế nó rất là quan trọng nha. Mình lựa và sau này á mình trồng lên nó sẽ có giá trị nha cả nhà. Đây là đế nè. Đó, lô của em đế ghê hồn luôn. Rồi cúc bi giá cũng 100k một cây luôn. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em sẽ bao ship nha. Rồi, em sẽ qua bên đây. Bên đây sẽ giới thiệu cho chúng ta đó chính là một cái loại giống cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau. Đây cả nhà ơi, đây là cúc tỉ muội nha. Đó, một cái giống mai. Em thấy cái nhánh cái cánh bông nó hơi quấn quấn cái nhị ở đây nè, cả nhà nhìn nè. Nó lạ ghê ha. Đây nè, đó, ngay chỗ đó đó, em thấy nó lạ hơn ta là lạ chỗ đó đó cả nhà. Nó nhúng 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 ngay trước đẹp ghê. Rồi, đây cúc tỉ muội thì em sẽ có một lô cúc tỉ muội đây cả nhà. Đây. Đế nè. Đó, đế năm nay VIP chưa? Rồi, cây một gang tay thôi. Nhưng mà về lấy bo được rồi nha. Loại này về lấy bo được rồi nha cả nhà. Đây ha. Rồi, loại này thì giá cũng là 100k nha. Ba cây bên em bao ship luôn. Rồi ngoài cái loại đó thì quý khách còn có hay hỏi em một cái loại mà năm cánh mà dạng năm cánh khích, năm cánh tròn là một cái giống mai hoa thơm, đó chính là quản hương mộc mai. Cái loại này á thường thì em giới thiệu quý khách em hay nói là cái lá nó như lá nhãn á. Thì lá nó rất là to cả nhà. Lá như lá nhãn luôn á. Đó, đây, cả nhà nhìn nè, quản hương mộc mai nha. Mấy con nhiều khi mấy chú á cả nhà mua nhiều khi cả chục hai chục luôn, bởi vì người ta thích cái dòng mai mà năm cánh khích nha, năm cánh khích, và đặc biệt là nó hoa nó rất là thơm cho nên người ta gọi nó là quảng hương mộc mai. Rồi loại này là 100k một cây nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta. Rồi qua bên đây sẽ là hàng cúc 40 cánh của Quỳnh Tấn Phát cả nhà. Rồi em thấy có một cây nó nở hoa đây. Đó, hoa rất là to nha. Cúc 40 cánh thì đặc trưng của nó là hoa cực kỳ to luôn cả nhà. Ở đây nè, quay cho cả nhà mình xem ha. Rồi đây, về cây thì đây cả nhà, đế năm nay rất là đẹp nha. Có đế con thú, đế trái bí đủ kiểu ha. Rồi loại này 100k một cây nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn ha.